Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một video deck profile mà có lẽ là rất là lâu rồi chúng ta mới thấy mặt ở đây. Trước mặt các bạn thì có vẻ đây là một deck khá là quen thuộc rồi, nhưng mà chủ nhân của deck này thì cũng quen thuộc không kém. Đây, chào các bạn đi kìa. Chào các bạn nhá. Mày lấy cho anh kính ở bên này với em ơi. Ở bên này có cái kính ở chỗ Cám, anh lấy hoài anh kính với, nhìn cho khác tí nhỉ. Vâng. Chào các bạn nhá, mình Cá Vàng đã quay trở lại sau một thời gian vắng mặt. Thì đây chắc cũng là lần đầu tiên mình sẽ làm một deck profile về một bài mà mình đã chơi khi mà mình comeback game. Là một bài Bladed Despia. Thì hôm nay mình đang ở một cái giải đấu quy mô rất là lớn của bên các shop ở Hà Nội tổ chức. Tên là đây các bạn nhá. VNFS à? VNFS Yu-Gi-Oh Việt Nam Festival Series. Đây ở dưới có các bên tài trợ ấy, thì các shop ở Hà Nội đây. Thì chung là một giải rất to, và giải này thì có quy mô với 96 người tham gia. 96 người. 96 người tham gia là bằng VNC năm 2017 rồi đấy. Thì mình cũng sau một hồi chật vật căng thẳng thì cũng đã dừng chân ở top 16. Thì mình cũng sẽ chia sẻ với deck profile của mình luôn. Mình chơi đến này trong khoảng 5 tháng. Thì cũng bây giờ mình sẽ xem về cái core deck của mình. Core deck thì nó sẽ start từ Aluber là starter. Bất kỳ bộ bài nào khỏe sẽ đều có một con biết normal của sớp một cái gì đấy. Thì deck Despia sẽ có con Aluber, nó đang làm nhiệm vụ như thế. Team của Aluber sẽ có thêm Unlimited và con Chagadi. Hai con này thì vẫn có chỉ trên một. Con Chagadi sẽ dùng để search một trong hai con còn lại. Còn con Limitum sẽ hồi sinh được các cái con Despia hoặc là con Fusion. Thì đây là cái tỷ lệ chuẩn cho những người chơi Despia bây giờ. Đấy là team của Despia. Và ngoài ra sẽ có cả team của Anbat nữa. Bởi vì đây là một cái bộ bài khá là drama. Chúng ta sẽ có 3 Anbat dùng để Fusion. Đây là nguyên liệu chính để Fusion của cái deck này. Anbat ulti nha các bạn nha. Ulti nha. Anbat ulti nha. Các bạn thấy không? Nha. Rất là lấp lánh nha các bạn nha. Nói chung là mình đã không chơi thì thôi, chứ mình mà chơi là nó phải lấp lánh các bạn ạ. Tiếp đến thì team, tất nhiên là Aluber có team thì Anbat cũng có team thôi. Thành viên của team Anbat thì sẽ bao gồm những lá bài có nhắc đến Anbat trong các tech. Sẽ có người tình của Anbat là con Cartesia bóng đêm. Đây nha, người tình của Anbat thì là Starlight các bạn nhá. Đi kèm với cả vợ chồng với nhau là mình cũng phải là ulti và Starlight nhá. Thực ra con này mình thích ulti hơn, nhưng mà nó chưa có nên mình phải mua Starlight đấy, chứ mình cũng không muốn đâu. Sau đây sẽ có hai chú chim radar. Các bạn sẽ nhìn thấy chú chim này trong artwork của Chivalry Surai Omen. Nhưng mà bây giờ thì nó đã chơi chung deck Anbat rồi. Nhiệm vụ là Negate, Swap Negate và search. Con này sẽ có tính năng search giống Chagadi. Tiếp theo sẽ là Anbion. Con này thì là Anbat thứ tư trong deck. Bởi vì nó cũng tên là Anbat và biết chôn đồ và rút bài. Random draw. Kit, sinh viên cơ khí bách khoa dùng để hồi hàng. Con này sẽ có một số người không chơi. Nhưng mà về cơ bản thì mình đã từng đá một con này ra khỏi deck một lần và mình thua, nên là mình quyết định là chơi lại. Đó là toàn bộ về core của cái deck này, về những con bắt buộc phải chơi. Sau đây sẽ đến Bestial. Bestial đánh thuê cho deck này khá là hay. Và có rất là nhiều cái variant về việc chơi Bestial, nhưng mà trong cái giải này thì mình quyết định chỉ chơi ít nhất có thể thôi. Là sẽ bao gồm một Lubellion và một Saronia là hai con Bestial khỏe nhất trong deck này. Ngoài ra các bạn có thể chơi những Bestial khác, nhưng mà đấy là những cái kiểu build khác mà mình cũng không định chơi trong những giải. Nếu mà trước đây chúng ta có nhiều Telamon thì việc chơi nhiều Bestial là có lợi. Nhưng mà giải này thì mình dự đoán là có nhiều Cassira, mà Cassira thì không có con nào hay đắc cả. Nên là mình nghĩ là chỉ cần chế Bestial là được rồi. Tiếp đến thì sẽ là Handicap. Đây là một deck rất là khó ném Handicap bởi vì nó cần nhiều card combo. Nhưng mà để mà chơi được thì cũng vẫn tốt. Nên là chúng ta cứ chọn những con Handicap hay nhất để chơi, đó là Xuân. Và ngoài ra thì có Nibiru. Đấy là cơ bản của deck. Nibiru thì có thể chống được Cassira. Còn Xuân thì chống được chính deck mình. Khi mà Mirror Match thì có thể chống Xuân được. Hết monster rồi. Tổng cộng là bao nhiêu monster nhỉ? Mình cũng chả nhớ đâu, đếm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21. 21 monster các bạn nhé. Tiếp theo đến Spell. Để một deck chơi bằng Spell nhé. Thì sẽ open với 3 con Fusion Deployment. Đây là card được đưa vào blender trong cái post Phantom Hyponova. Bởi vì con này có thể gọi được thẳng card TSA từ deck. Và có thể gọi được Anbat từ deck. Nhìn chung nó có 2 target để resolve. Nên thì đây là một card rất hay mà mình chơi trong cái build của Phoát mới. Tiếp đến thì mình vẫn giữ nguyên một con Sarcophagus. Bởi vì con này có thể ban được Mercury và Chagadi, là hai con mình vừa nói lúc nãy. Là đóng vai trò search các thành viên trong hai team Anbat và Aluber.
Mình chơi một quạt chip của Tactics Talon. Rút lên chơi không rút lên thì thôi. Mình không có Temo Thrust, nhà mình nghèo. Cảm ơn. Có gì chơi đấy thôi các bạn. Có gì chơi đấy thôi. Đây chính là một tinh thần chơi Yu-Gi-Oh của tất cả mọi người nhá. Có gì chúng ta chơi cái đấy, không nhất thiết là phải chơi variant mạnh nhất mà variant hợp với chúng ta nhất. Chọn nghi ông thế thôi. Thực ra là tại vì ác deck này cũng dễ bị ăn xuân khi mà ác Blend Fusion, nên là việc có quạt để backup plan thì cũng khá là hay. Nên là thôi chơi 1, chơi 2 thì sẽ có tình trạng là bốc lên 2 quạt, hoặc là ác quạt rút lên quạt nó cũng hơi phiền. Còn thực ra lý do chính của việc deck này có một quạt đấy, tại vì mình đã có, từng có những trận thua khi đối phương ác quạt rồi, nên là mình sẽ có Coast Arisator để counter quạt của đối phương. That's why con này vì sao deck này có một quạt. Và cũng là vì đối phương hay ác được cả chổi, nên đây mình cũng main chổi luôn. Và khi mà mình áp Banded Inred và Banded Banishment thì cũng bị đối phương chỉ tay nữa sometimes, nên là thôi cũng nhét chỉ tay vào để chỉ kiếm luôn. Và cũng là nhân tiện là khi mà đối phương ném xuân vào Red Fusion thì có thể chỉ kiếm được cả xuân. Thì chung là các bạn xem stream của mình thì các bạn cũng biết là mình đã từng chửi con chỉ kiếm này rất là nhiều, bởi vì nó không thấy impact trong TCG. Nhưng mà đây là cái deck đầu tiên mà mình thấy là nó thành công trong việc chơi chỉ kiếm ấy. Còn tất cả những cái deck khác chơi chỉ kiếm mình đều thấy nó rất là phí phạm. Tại vì nếu như mà một cái format mà có nhiều branded ấy, thì con chỉ kiếm nó sẽ quay về đúng cái quỹ đạo của nó, là một cách rất hay để đánh Euromax. Vì chúng ta có thể chỉ được cả Branded Fusion đấy mà, 3 Branded Fusion và 3 Opening là các cát rất khỏe. Lý do vì sao bộ bài này khỏe và vì hai con này. Ngoài ra thì là những con chơi 1, lúc mà chơi thì mạnh, còn lúc mà bốc lên không dùng được thì thành cát Brick. Chúng ta sẽ có màu đỏ và màu trắng, Branded Red và White. Dùng để backup trong việc là Banded Fusion ăn xuân. Còn con này thì dùng để ra Chimera. Còn Lost và Regain thì là hai con mà giúp chúng ta dễ dàng lấy được thông qua effect của Lubel Leon. Thì một con sẽ giúp chúng ta search team của Anbat, còn con này sẽ giúp chúng ta hồi hàng khi có quái bắn nít. Thì cũng sẽ có một số build không chơi con này luôn, nhưng mà mình thì tính cái trường hợp là có thể mình sẽ bị bốc lên một trong hai, bốc lên con Lost thì lỗi con Lubel Leon bị phí ấy. Nên là mình sẽ có một cái này backup và mình sẽ sang cái này ra khi mà mình đi xong. Và còn lại là Chap. Chap thì sẽ có một counter Chap. Con counter Chap này thì trước đây mình đánh giá không hay lắm, bởi vì mình thấy nó cứ bị phí cái khả năng negate ấy. Nhưng mà sau một hồi test đấy này mình nhận ra là cái khả năng khỏe là khả năng hồi hàng. Thế là con này bắt buộc phải chơi. Banishment rửa đánh Mirror Max. Thế bạn nào từ chơi Banishment thì chắc không hiểu vì sao có Banishment thôi. Expulsion để giúp các bạn phá vỡ cái hy vọng là Evilly được deck này. Bởi vì lúc nào trên bàn các bạn cũng sẽ có quái thôi. Và hôm nay thì mình cũng dừng chơi ở top 16 bởi vì chính con này luôn. Cuối cùng thì là Infinity Impermanent dùng để chỉ kiếm. Đây là slot thứ 45 của deck. Deck này của mình thì không chơi Super Bully nên là nó thừa ra một slot. Bao nhiêu spell nhỉ? 21, 4, hình như là 20 spell này. 20 spell. Đây là token dành cho những ai bị Nibiru. Tiếp đến thì sẽ là fusion của Anbat, thì sẽ có Mirror Red Starlight nhá. Tất nhiên là chơi 2, mình chơi 1. Nhưng mà tại mình cũng không có nhu cầu mua hai con này. Chơi 2 Lubel Leon. Mình đã có rất thời gian rất dài để chơi một con Lubel Leon ấy, nhưng mà chơi một Lubel Leon bị rén. Chơi con này, chơi một Lubel Leon các bạn sẽ bị Impermanent vào con này, và từ đấy về sau các bạn sẽ không bao giờ hồi hàng được nữa, nên là thôi chơi 2. Chẳng thà không bao giờ ra được. Chơi 2 Albion bởi vì con này cũng biết fusion. Chơi máy bay tình yêu. Tại vì các bạn hay sai con taxi để counter mình, nên là con này sẽ dùng để qua được con taxi luôn. Và nhân tiện là con này cũng sẽ là target để nuốt tất cả các con Cassia được summon trong turn đối phương. Con cỗ máy cực kỳ bách khoa mới ra trong Phantom Vinova thì dùng để negate và biết gọi là Anbat từ mộ cũng khá là hay. Và đi cùng với nó là con Gengunoi. Gengunoi thì là một con support mới có thể giúp chúng ta gọi là KTS hiệp tới X. Và biết sen đồ, con này rất khỏe. Sen bất kỳ quái là đắt từ deck của HLX xuống mộ, level mấy nhỉ? Level 6, level 6 cao hơn. Thì nó sen được random, thường là sen Albion là đã các bạn đã set được một cái bài của nó rồi đấy. Hoặc là không thì các bạn sẽ có thể sen được Garura, hoặc là sen được Libitum từ deck xuống mộ. Rất là nhiều cách để sen con này xuống. Và nếu các bạn để ý thì trong hai con này có đến 4 nhân vật chính. Tiếp theo thì sẽ là fusion của Despia. Thì có dòng thuế. Con này mình muốn chơi 2 lắm nhưng mà không có đủ slot nên bắt buộc chế 1. Quaterix dùng để né OTK. Và một con chim điêu bảo mình bỏ qua deck là con Poskenion. Sometimes thì nó gọi được hàng của đối phương lên bàn mình thì cũng hay, nhưng mà mình chả bao giờ dùng ý thích đấy.
Đấy là Fusion của Unbass, còn lại thì sẽ là target cho Super Poly thôi, Gaura và Rapostapelia. Thi thoảng con này đây một Red nữa. Và Red thì có thể gọi được Garden Chimera. Đó là bộ extra deck của bài này. Nếu như các bạn xem các deck profile của mình thì đều biết là deck nào mình chơi cũng đều bị thiếu một extra. Tại vì toàn là những con extra khỏe. Nhưng mà vì chỉ được chơi 15 thôi nên mình phải chọn lọc những con hay nhất để chơi. Về Sadek. Sadek thì format này mình chỉ sợ duy nhất deck Katira thôi. Tại vì đấy là deck mà mình không qua được. Hình như deck nào cũng không qua được Katira ấy. Nên là mình build Sadek để beat Katira là chính. Sẽ có hai Kaiju và hai Kurikara Diving Canet. Thực ra thì ba Kaiju thì là chuẩn hơn, nhưng mà vì mình mượn được hai con này nên mình chơi 22. Con này thì mình thấy có một cái giải bạn vô địch bằng Cassia, bạn ấy đánh dùng chính con này cao tầm Minimax, thấy hay nên là mình copy theo thôi, chứ mình cũng chưa thấy con này nó cắm móc trong mấy map khác. Sẽ có Evenly ở đi sau, tất nhiên rồi. Với những kèo không phải Brother thì mình sẽ chơi Evenly, Cosmic để bắn các deck bẫy, và bắn Frogate. Nói chung là rất là mạnh khi đánh nhau với chấp trích về các deck là Frogate. Có thêm hai con này dùng để chỉ kiếm. Nếu như mà đối phương ném Dogwood để ăn tham thì mình sẽ chỉ kiếm được. Và Barrier thì cũng vậy. Đi sau thì auto sẽ phải sang con này. Nếu như các bạn muốn giữ chỉ kiếm trong main deck, tại vì tâm lý của những người đánh với Brandon thì đều muốn dùng Barrier để counter Hope Fusion, thì các bạn sẽ có thể surprise đối phương bằng cách là chỉ kiếm và bắn đi con Barrier ra ngoài. Và ngoài ra thì có rất nhiều cầu khác cũng sợ drone. Các deck FTK đều sợ drone. Nên là well, chơi 3. Đó là deck profile của mình. Còn về giải thì như nào nhỉ? Mình đánh thành tích là thắng 4 thua 3, rơi vào tỷ lệ bubble và may mắn vào top 32. Sau top 32 thì mình gặp Rai Trông, thì mình vừa kể với các bạn đây. Rai Trông của em Khánh. Em Khánh bảo là anh đừng sai drone vào nhé, nhưng mà mình cũng không bốc lên drone nên là cũng phê, coi như là không sai. Nhưng mà vì top 8 thì mình gặp Katia thì mình đã có một pha tự hủy rất kinh, nên là thôi mình đành dừng chân tại đây. Nói chung là nó là cái sai sót của mình thôi, mình cũng đành chịu. Cuối cùng thì giải thưởng của mình là top 16 được một cái deck box rất là vui vu. Chắc chắn deck box mình sẽ dùng để giveaway hoặc tặng một đơn vị nào đấy làm giải. Còn cái SD chất trích này thì cách sau khoảng 5 phút nữa thì mình sẽ là có clip tiếp theo để unbox cái này luôn cho các bạn đỡ kêu gào. Có một cái playmat nữa thì mình quyết định là để tặng rồi, và bộ slip cũng nhiều. Đó, các bạn đã xem cái deck profile này. Sao không? À sao chứ nhiều chứ. À đây, sao đến anh Thái đã cho mình mượn con Kimera này. Sao đến Chim Yêu đã nhắc mình bỏ cái này vào deck này. Sao ai nữa nhỉ? À sao đấy anh Hiếu Gibu. À anh Hiếu Anime đã cho mình mượn hai con này. Anh Hiếu bong bóng. Anh Hiếu bong bóng. Thế rồi hình như không có mấy deck là mình tự build. À sao Chim Yêu vì đã nhắc mình bỏ Super Poly ra để chơi Infinite và chổi, nhưng mà mình không dùng được Infinite phát nào. Đó hơi quá. Nó là bởi vì chơi chỉ chơi một Infinite đấy. Cái chơi chổi ấy. Ok các bạn nha.